Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Bản tin đầu trong chương trình của chúng tôi cho biết là Tổng thống Joe Biden cân nhắc về việc dùng tu chính án thứ 14 để ngăn chặn việc vỡ nợ. Tổng thống giả CNN cho biết rằng Tổng thống Joe Biden cho hay ông có thể viện dẫn tu chính án thứ 14 để tránh nguy cơ nước Mỹ bị vỡ nợ trong bối cảnh các bên chưa thống nhất về việc nâng trần nợ công. Ông nói, tôi cân nhắc dùng tu chính án thứ 14 nhưng nó có thể vướng phải kiện tụng và trong thời gian đó nếu không mở rộng trần nợ thì mọi chuyện sẽ vẫn như cũ. Tù chính án thứ 14 quy định tính hợp lệ của khoản nợ công được pháp luật cho phép và sẽ không thể bị nghi ngờ. Nếu viện dẫn quy định này thì ông Biden có thể tuyên bố giới hạn nợ là vi hiến và từ đó nước Mỹ có thể vay thêm tiền ngay cả khi mức trần nợ không được nâng lên theo giáo sư tại trường đại học luật toledo là bà rebecca giello bà cho hay đây là một lập luận chấp nhận được về mặt hiến pháp và là một lập luận vững chắc để có thể giải quyết được vấn đề trần nợ Tuy vậy, vì việc viện dẫn tu chính án thứ 14 cho trường hợp này chưa từng có tiền lệ, nhiều chuyên gia và cố vấn của tòa Bạch Ốc lo ngại là nó có thể để lại một hậu quả về pháp lý và kinh tế. Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ là bà Janet Yellen trong ngày 7 tháng 5 vừa qua bà cho biết rằng nếu dùng tu chính án thứ 14 để vượt qua trần nợ và vay thêm tiền, có thể sẽ dẫn đến một việc gọi là khủng hoảng hiến pháp. Tổng thống Biden cho biết là một khi Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Mỹ giải quyết được vấn đề nâng trần nợ thì ông sẽ xem xét có thể kích hoạt tu chính án thứ 14 hay không. Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối từ chủ tịch của Hạ viện, đó là ông Mc Kevin McCarthy. Ông McCarthy cho biết rằng nếu bạn là tổng thống và sử dụng tu chính án thứ 14 trong trường hợp này thì tôi nghĩ bạn đã thất bại khi làm việc với hai đảng cũng như là với người trong chính nhóm của bạn. Theo lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bà Yellen cho hay, Hoa Kỳ có thể vượt trần nợ vào đầu tháng 6 nếu như quốc hội không hành động và khi đó thì đất nước sẽ bị vỡ nợ. Điều này có thể dẫn đến việc tăng lãi suất, nguy cơ bị mất việc làm, thị trường chứng khoán sụt giảm cùng với lại rất nhiều những hậu quả khác. Tòa Bạch Ốc đề xuất bộ quy tắc mới cho các hãng hàng không phải trả tiền cho hành khách bị hủy chuyến bay và chậm trễ Thông đức xã AP đưa tin cho ngày 10 tháng 5 cho biết là chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang đề xuất một quy định mới yêu cầu các hãng hàng không phải bồi thường cho hành khách vì việc hủy chuyến bởi quyết định của các hãng hàng không hoặc là chậm trễ chuyến bay. Quy định mới đối với những chi tiết rằng cùng với việc bồi thường chi phí vé, các hãng hàng không cũng phải bồi thường các chi phí phát sinh khác, trong đó có việc lưu trú khách sạn, ăn uống và chi phí đặt lại các chuyến bay khác. Bộ trưởng Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ là ông Pete Buttigieg ông cho hay khi một hãng hàng không hủy hoặc là hoãn chuyến bay, hành khách không nên thanh toán hóa đơn. Tổng thống Biden và bộ trưởng Buttigieg sẽ tổ chức một sự kiện tại tòa Bạch ốc vào ngày thứ hai để công bố về đề xuất quy tắc mới cùng với bảng dịch vụ khách hàng của hãng hàng không cần phải cung cấp bồi thường bằng tiền mặt cung cấp tín dụng du lịch hoặc là phiếu mua hàng hay là trao giải thưởng cho khách hàng tính theo khoảng đường bay và trang trải các chi phí cho các tiện nghi khác. Ý tưởng này đã được đưa ra sau sự việc hủy chuyến bay vào mùa đông của hãng Southwest Airlines, khiến cho hàng ngàn hành khách đã bị mắc kẹt trên khắp đất nước. Gần 17.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ. Hãng hàng không đang bị điều tra để xác định là liệu họ có lên lịch nhiều chuyến bay hơn là mức có thể giải quyết hay không. Bộ trưởng Giao thông ông Buttigieg cho biết rằng quy định Quy định này sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của Mỹ đề xuất yêu cầu các hãng hàng không phải bồi thường cho hành khách. Tuy nhiên, một số tập đoàn thương mại công nghiệp của hãng hàng không Ally for America lập luận rằng nhiều lần việc hủy chuyến nằm ngoài tầm kiểm soát của hãng hàng không và cho biết là các hãng hàng không của Mỹ không có động cơ trì hoãn hoặc là hủy chuyến bay và làm mọi thứ trong tầm kiểm soát của họ để bảo đảm các chuyến bay khởi hành và đến đúng giờ và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu quy tắc này trở thành luật thì các hành khách bị hủy chuyến sẽ cảm thấy an tâm hơn khi được bồi thường bằng nhiều cách và đồng thời khiến cho các hãng hàng không làm việc sẽ có trách nhiệm nhiều hơn. Bản tin đến từ tiểu bang Louisiana cho biết là một thiếu nữ 14 tuổi đã bị bắn vì chơi trốn tìm trong sân nhà hàng xóm. Thông tấn xã CNN đưa tin cho biết là một cô gái 14 tuổi đã bị bắn vào đầu khi cùng với một nhóm bạn chơi trốn tìm trong sân nhà của ông David Doy, 58 tuổi, tại thị trấn Stark thuộc Louisiana. Cảnh sát trong khu vực Carcassio thuộc Louisiana cuối tuần trước đã bắt giữ ông David Doyle với cáo buộc là nổ súng vào một nhóm thiếu niên đang chơi trốn tìm trong khu đất mà nhà ông ở thị trấn Stark, Bắc các sĩ quan đã nhận được một tin báo về vụ nổ súng trong ngày 7 tới tháng 5 vừa qua. Khi tới hiện trường thì họ phát hiện ra một phụ thiếu nữ 14 tuổi bị trúng đạn ở đầu. Cô gái đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu và đã qua được cơn nguy hiểm rất may mắn. Và trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thẩm vấn đòi và người đàn ông 58 tuổi này khai rằng ông đã nhìn thấy vài bóng đen bên ngoài nhà nên đã quay vào nhà để lấy súng. Khi quay trở lại thì ông đòi thấy nhóm thiếu niên đang chạy ra khỏi khu đất của mình và ông đã bắt đầu nổ súng. Khu vực xảy ra vụ nổ súng chỉ có 3 gia đình, trong đó có nhà của ông Doi, gia đình của nạn nhân bị bắn và họ hàng của cô bé. Nghi phạm Doi đang bị giam giữ trong trung tâm cải tạo Cao với số tiền bảo lãnh là 300.000 Mỹ Kim và sẽ phải đối mặt với các tội danh dùng súng tấn công, nổ súng trái phép. Hoa kỳ trong tháng trước đã ghi nhận 4 vụ nổ súng chỉ trong vòng 1 tuần vì những chuyện tưởng chừng như rất bình thường. Một câu chuyện là thiếu niên da màu 16 tuổi rap do, trong ngày 13 tháng 4 vừa qua đã bị một cụ ông da trắng ở tại tiểu bang Missouri nổ súng bắn bị thương vì đã bấm chuông nhầm nhà ông này khi đi đón người em. Nghi phạm là Stingotari, 24 tuổi, trong ngày 19 tháng 4 đã xả hết một băng đạn vào gia đình béo gái Kingsley ở North Carolina sau khi quả bóng rổ của họ lăn vào sân nhà của anh ta. Và một câu chuyện khác xảy ra tại thị trấn Hebron. Kellen Gidlis, 20 tuổi, đã bị bắn chết vì đã lái xe nhầm đường. Và hai cô gái trẻ khác ở Texas cũng đã bị bắn vì lên nhầm xe. Tin từ Texas cho biết là phát hiện ra hàng loạt các xác con bò bị cắt xẻo. Theo thông tin trên The Warden cho biết rằng chính quyền của ba quận Madison, Brazos và Robertson ở phía đông trung tâm của tiểu bang Texas trong vòng vài tuần lễ đã tìm thấy bảy con gia súc bị chết trong tư thế nằm nghiêng về một bên, phần mặt đã bị cắt xén, lộ ra là không có lưỡi không có một dấu hiệu cho thấy là chúng đã tranh đấu trước đó và không có bất cứ một dấu chân hay là vết bánh xe nào được tìm thấy mỗi con bò đến từ một đồng cỏ và đàn khác nhau văn phòng cảnh sát trưởng của quận madison cho biết là có ai đó đã cắt một đường thẳng sạch sẽ với một độ chính xác rõ ràng để loại bỏ phần da quanh miệng của con bò ở một bên giữ nguyên phần thịt ở bên dưới lớp da đã loại bỏ các chủ trang trại cho biết là không có loài động vật ăn thịt hay là chim ăn xác chết nào ở quanh khu vực này Hiện nay thì vẫn chưa biết rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của những con bò này. Văn phòng của cảnh sát trưởng của quận Robertson cho hay, việc khám nghiệm tử thi của bò được trả lại vào ngày 8 tháng 5 cho thấy nguyên nhân cái chết của một con bò là do viêm phổi, nhưng báo cáo không giải thích lý do vết thương của con vật này. Văn phòng của cảnh sát cho biết là nhiều vụ việc tương tự đã được báo cáo trên khắp nước Mỹ và chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan khác để tìm câu trả lời các chủ trang trại khác trong khu vực lo sợ những con bò của họ có thể bị giết thịt tiếp theo ông Mark inlaw là một người dân thuộc quận Madison sống ở gần nơi những con bò trong thị trấn của ông bị tấn công cho biết rằng hàng xóm của ông đang đề phòng bằng cách là đặt camera xung quanh những con bò của ông nhằm ngăn cản chúng trở thành một mục tiêu tiếp theo quỹ bảo vệ pháp lý động vật đã treo một giải thưởng trị giá 5.000 Mỹ kim cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp ích cho việc bắt giữ và kết án thủ phạm liên quan tới cái chết của những con bò này. Tin từ Florida cho biết là phát hiện được camera quay lén trong nhà tắm trên một du thuyền. Thông tin xã ABC đưa tin cho biết rằng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã công bố một cáo trạng đối với ông Jeremy Florias cáo buộc ông này lắp camera đã quay lén 150 người trên chiếc du thuyền Harmony đại diện cho cơ quan an ninh FBI đã cáo buộc Foyas đã lên du thuyền từ Miami trong ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 thì người đàn ông này đã lắp một chiếc camera giấu kín trong phòng tắm công cộng ở bong trên cùng của du thuyền. Đây là một phòng tắm dùng chung cho cả nam giới và nữ giới. Khi một hành khách thông báo một nghi vấn là có camera thì nhân viên an ninh đã tìm thấy chiếc camera và phát hiện được thẻ nhớ ở bên trong. Đại diện của cơ quan an ninh FBI cho biết rằng các video đầu tiên cho thấy là nghi phạm Freud giấu và điều chỉnh góc quay của camera. Nghi phạm cũng sử dụng điện thoại iPhone 14 Pro Max để kết nối với camera giấu kín bằng Wi-Fi. Nghi phạm sau đó đã rời khỏi phòng tắm, có hơn 150 người trong đó có 40 trẻ em đã bị quay lén trong tình trạng khỏa thân hoặc là bán khỏa thân. Bộ tư pháp của Hoa Kỳ cáo buộc là các nạn nhân bị quay lén khi họ đi vào nhà tắm để sử dụng toilet hoặc là thay quần áo. Camera của Froyas cũng đã ghi lại nhiều tình trạng thay quần áo khác nhau. Khi bị lực lượng an ninh du thuyền tra hỏi, thì nghi phạm thừa nhận đã đặt camera trong nhà tắm. Trước đó thì người này đã quay lại nhà tắm để tìm cách lấy lại camera. Nghi can bị cáo buộc về tội danh liên quan tới quay lén người khác mà không có sự cho phép và âm mưu sở hữu nội dung lạm dụng trẻ em. Người này đã được tạm thả ra sau khi nộp 25.000 Mỹ Kim tiền bảo lãnh và đang chờ đợi bị xét xử.